Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng với trận đánh Bạch Đằng lịch sử. Chắc các bạn đoán ra là ai rồi đúng không? Các bạn đoán đúng rồi, đó chính là Ngô Quyền. Ok, không lôi thôi luyên thuyên nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Ngô Quyền sinh ra ở Châu Đường Lâm. Ông còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại, Ngô Quyền đem quân ra đánh. Công Tiễn sợ hãi, cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Năm 938, Ngô Quyền đem quân ra đánh chiếm thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn. Một trong những chiến tích đáng nể nhất của Ngô Quyền chính là trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều lên xuống, ông cho đóng cọc gỗ bịt sắt xuống lòng sông. Chuẩn bị chờ giặc xa lưới, kết quả trận đánh này thì ai cũng rõ, quân Nam Hán thất bại tan tác, tướng Lưu Hoàng Tháo cùng với hơn nửa binh lính của mình đã bỏ mạng sau khi đánh bại nhà Nam Hán. Ngô Quyền lên làm vua, kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Câu chuyện tới đây là hết rồi, hẹn các bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu ra xem video của mình.